Bye bye. Morning. Morning. Yes. Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Ngày hôm nay rất lạnh và có mưa nữa, nên là ba mẹ con sẽ không đi đâu cả. Bây giờ đi mua đồ ăn về khách sạn ăn hoặc là ngồi đi ăn thôi. Rồi là mình đưa hai anh em về khách sạn ngồi chơi. Chứ không đi ra ngoài mà dính mưa là lạnh lắm em nhỉ. Áp ba. À cha cha. Trời lạnh cũng được nhưng mà đừng có mưa. Lạnh mưa là tốt nhất, nên ở trong nhà. Chu gì? Chu 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 chu. Mẹ em lại đi ăn phở gà. Một tuần nay rồi không ăn phở gà. Em uống đi, uống tạm bình nước của anh sói. Trinh biết bình nước của sói này, đẩy ra không chịu uống. Mẹ em đang đứng đây đợi cơm rang với thịt bò lúc lắc. Cho hai anh em sói Trinh ăn cơm rang thịt bò lúc lắc. Nào, đấy. Em cứ bỏ cái mũ ra nhá. Trong này bỏ mũ ra cũng được nhưng ra ngoài phải đội vào, không bị gió lắm. Ồ. Ồ. Mai lại được gặp chị Siri nhá. Mai nhà sói Trích lại xuống nhà bạn ở Bangtan ăn bún chả. Đừng cắn cái đấy con, không cắn cái đấy. Cắn cái đấy nó vào miệng khó chịu lắm. Em Trích thối là đúng giờ lắm. Buổi sáng em dậy ăn sáng xong là em lại đi ngủ, chứ em không thức được. Con có thích không? You like it? Can mommy play with you? Yeah. Open that one. Đúng rồi. Cần câu. Cần câu. Oh no, you need, what you need to say? Cần câu mẹ ơi. Cái bộ câu cá này mình mua từ hôm trước, nhưng mà mua cùng với lại cái xếp hình nữa. Mỗi một lần chỉ mang ra một đồ chơi cho em sói thôi. Hôm nay bỏ cái này ra, sói thích lắm vì sói nhìn thấy nhiều rồi mà. Yeah, you wanna play now? Yeah. Okay. Okay. Hang on. You need to play this one in here. The orange. Oh, không có cái màu hồng à. Okay, which one would you like? Now, cái nào nào? The blue one. Okay, you want blue one. Okay, we're gonna play now, okay? Trying to catch the fish. Okay. Can you see any open? Không. No. Look. Đây, con nhìn nhá. Con nhìn con nào nó mở miệng thì cho vào này. Đợi con này đi. Rafi, no, let go. Sói truyền gian đấy con. I'm gonna catch the blue one. Look. Okay, put it up. Oh. Open the blue one. Không, chơi thế là ăn gian. Không, sói lấy tay giữ chứ, chơi thế là ăn gian, có phải để nó chạy. Con ấy màu gì? What color that one? Pink? Put it on the pink box. Yeah, the pink box. Okay, let's catch another one. Ăn gian thế, ăn gian thì lấy cái tay thả ra chứ. Gian quá con ạ.
Another pink. Another pink. Yay. Nào, để mẹ em xem mẹ em có bắt được con nào không nào. Không. Not that one. Orange. Okay. No. Put this hand away. Cái tay này bỏ ra, cái tay này bỏ ra. Đây rồi. Rocky, look. Oh. Put that on the pink one. Blue one. The pink one. Yeah. I eat the pink. Look. Yellow. Hey. Sói hôm FaceTime về nhà cho bà ngoại. Thế là nhìn thấy bánh bao chơi. Chơi cái trò câu cá này thích quá. Hỏi mẹ mãi, mẹ ơi bánh bao chơi câu cá. Can I? Yeah. Mai nha, Mai mang cái này xuống để cho sói chơi với Suri. Ui. Look, Rafi look. Yeah. Mẹ có con màu hồng này. Ơi, chơi ăn gian đấy. Tay. Ok, cái con đó. There you go. Thích nha. Nhum. Trò câu cá này chắc là mua vui được cho sói ngày hôm nay. Em chơi chán câu cá thì mẹ em lại bỏ đồ chơi xếp hình ra, cứ lần lượt từng thứ một. Em chích thì không chơi được cái này vì là cái con cá nó tròn ý, em chích mà đưa vào miệng là rất nguy hiểm. Nó to lắm chứ nó không bé đâu. Thế nhưng mà mình phải để ý để chích không loanh quanh chơi với cái này được. Đúng rồi. Vừa nãy ba sói chích có tạt về khách sạn ngồi ăn trưa với ba mẹ con, vì hôm nay ba sói chích làm ở văn phòng ở trung tâm thành phố chứ không phải làm ở văn phòng ở bên chỗ khách hàng. Nên là ba em tạt về. Mẹ em phải đi pha trà để ngồi uống nghỉ ngơi nào. Em Trích dậy lại chơi với em Trích. Không biết là sói có muốn đi ngủ trưa không nữa. Có cái đống cá này là thôi. Là chơi từ bây giờ xuyên đến chiều luôn. You happy? Are you happy? Raphael. Hey, mommy talking to you. I'm happy. Good boy. With my toy. You're happy with your toy. Trong lúc đợi nước sôi để pha trà thì mẹ sói Trích chia sẻ với mọi người về cái son giữ môi mà ở vlog hôm trước mình cũng đã vlog chia sẻ với mọi người rồi. Đây là cái son giữ môi mà cô em mình đưa cho mình dùng thử này và mình cực kỳ thích cái son vị bạc hà này, vì là khi dùng lên môi ý, thì nó làm cho môi mình có cảm giác mát lạnh này. Nó se, đúng là vị của bạc hà luôn ý. Và nó có một siêu xíu ngọt ngọt nữa. Bình thường mình hay dùng cái Lucas Purple để dưỡng môi đấy, thì cái đấy nó hơi gọi là để lại bóng này, và nó thấm vào môi. Nó phải cần thời gian rất là lâu để nó thấm vào môi. Nên là khi mình dùng xong mình vẫn có cái cảm giác là nó rất là nhiều cái dưỡng ở trên môi và nó hơi dính ấy. Còn cái này khi mà thoa lên môi thì nó làm cho môi mình có cảm giác mát tê xe này. Sau đấy thì là nó thẩm thấu rất là nhanh, nên là mình không có cảm giác dính môi gì cả. Từ bây giờ mẹ sói Trích sẽ gắn bó với cái son dưỡng môi, cái cục son dưỡng môi này. Thì thank you.
My shirt won't fit. Giờ này là giờ chơi đồ hàng đây. Cá này, súng kẹp tay này, tàu này, xếp hình này. Yeah. It's not. Góc đồ chơi của hai anh em sói Trích đây. Ting 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 ting. Em Trích đã gỡ từng bộ phận của cái hộp câu cá ra rồi. Cá đi đâu hết rồi? Zoe. 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 Em vừa ăn một hộp caramel đấy. Caramel. Ôi trời ơi, nước mũi em kìa. Ew, ew, yucky, yucky. Ew. Lau mũi cho em nào. Nhé. Góc đồ chơi. Góc đồ hàng. Đúng là trẻ con nhỉ. Cứ đồ chơi thôi. Cứ cái gì màu mè là thích rồi. Để mẹ nhặt vào đây cho nhé. Thế em giúp mẹ. Em giúp mẹ cho cá vào đây. Nào em nhặt cá vào đây nào. What is that? Nắng chói quá. Nắng chiếu thẳng vào trong phòng. Chiếu thẳng vào cái góc mẹ em đang ngồi này luôn. Nào Trích giúp mẹ nào. Cho hết cá vào đây. Ba mẹ con ở nhà không đi ra ngoài để tối nay ba em về lấy sức còn đi bộ với ba em nữa. Đâu nữa nhờ? Raffy, one more fish. Một con cá nữa con. Con tìm một con cá nữa cho mẹ. Đây là còn có cả cái con chim ở trong trò Angry Bird này nữa. Cái này là hôm ở tiệm giặt. Có cái cô cho sói. Em sói biết nha, em sói bảo mẹ ơi, thế cái con lợn đâu? Con lợn xanh đâu để bán con lợn xanh? Đòi hỏi lắm. Ơi. Cho nó vào đây. Xong bấm cái quả trứng này thì là nó bay ra. Ở đây, con cá nữa đây rồi. Em Trích là cứ toàn tóm cá bằng tay thôi con ạ. Bắt cá bằng tay à? Mà giỏi lắm nhé, bắt một tay luôn. Ôi sao cái con này. Ôi. Con này bị tuột ra rồi. Em phải lắp lại nè. Trích đang bắt cá kiểu tôm cám. Bắt cá cho vào giỏ. Bắt cá thả vào cái hộp này. Thả vào cái hộp này. Đấy. Cô Tấm cầm giỏ đi bắt cá. Bắt cá bống. Oh no. Con đập thế thì hỏng hết đồ chơi chứ. Hả? À bây giờ. Yeah. Rồi look. Con nhìn con cá kìa, con cá hồng ở góc này. Ok. Cha. Cha. Anh sói đang làm gì đấy? Raffy, you're not playing with Zoe. I'm playing. What are you doing? I'm taking the trailer. Con đang lắp cái gì đấy? Is that the train bridge? Is that the bridge for the train? Hành lý đi thì một nửa vali là bỉm của em Trích. Còn đó là quần áo của hai anh em thôi. Ba mẹ em quần áo có xíu 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 à? Ba mẹ em mặc đơn giản. Có sói Trích thì mỗi ngày hai bộ. Đinh 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 đinh. Mặt trời đang chiếu thẳng vào đây. Đấy. Chói lòa luôn. Ở ngoài bắt đầu rạng rạng hơn một tí rồi. Chứ từ sáng là âm u lắm.
Anh sói cách đây 2 năm. Cục bông của mẹ em. Rồi. Chích ơi. Hay hay hay. Tờ mặt chớp chớp. Em đang buồn ngủ ấy. Ui. Ngủ quá. Wanna push. Thôi, sói ngủ mất rồi. Don't look. Boy sleep. Bên ngay mà. Chưa em không ngủ, chưa là đi ra ngoài có một xíu siêu ngủ trên xe rung rinh là em ngủ. You wanna stop for a bit? I put the seat down so he can lie down. Oh, poor baba. There we go. Mẹ chỉnh cái đầu không thì lại mỏi. Oh. Hey. Ê, 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 ê. Anh mình ngủ rồi đấy. Mình cũng ngủ nốt chứ. Đúng rồi, nhắc nhá. Nga phải ngủ nhá. Đến lượt chích. Hai anh em không ngủ chưa? Không ngủ buổi chiều, cái giấc buổi chiều. Nên là tối là gục ngay. Tối đi ra ngoài rung rinh cái, gió điều hưu cái là gục ngay. Ok. Yeah. Nào để mẹ cho nằm xuống này. Mẹ hạ xuống nhá. Đấy. Tối nay ba mẹ sói chích chỉ mua đồ mang về khách sạn để ăn tối thôi, chứ không ngồi ở ngoài nhà hàng ăn nữa. Vì là bây giờ chỉ con đang ngủ này. Đến lúc hai vợ chồng ngồi ăn gần xong mà các em mới dậy thì lại phải ngồi thêm. Nên là mua về khách sạn. Đến khi nào các em mới dậy thì các em mới ăn. Và đương nhiên là mẹ em phải dừng vlog ngày hôm nay ở đây rồi.
Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của Nhà Sở Trích thì để ý xem đã đăng ký cho kênh của Nhà Sở Trích chưa nhá. Bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký này. Bạn nào nhiệt tình hơn, yêu thương Nhà Sở Trích nhiều hơn nữa thì chia sẻ vlog của Nhà Sở Trích trên trang cá nhân của bạn để nhiều người hơn nữa biết đến kênh của Nhà Sở Trích. Và Nhà Sở Trích sẽ lại hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất 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 là nhiều. Bye.